mà làm. Chuyện gì xảy ra? Sao? Nghe nói có ai lần trước phân biệt không được đi, giờ được bù rồi đó. Bù mà làm khỉ em không có chịu đâu. Em làm khỉ gái. Khỉ này là khỉ ác chứ không phải khỉ hiền đâu mà ha. Ông Tám đổi chuyện khác đi nha ông. Bà này chơi trao mà, làm sao có thể thay đổi sức tự trong chuyện được chứ. Thôi, khỉ hiền, khỉ ác cái gì. Bảo, Diệp, đi con. Dạ. Sự tích con khỉ. Ủa gì, sao bà xấu quá vậy? Kỳ cục quá à. Trời ơi, ông cũng vậy á, xấu y chang tôi luôn. Ủa, bây giờ mình làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Từ trời, chết rồi. Nếu mà ở trong chuyện này mình xấu xí như vậy á hả thì ơi kỳ quá hả. Cái gì mà kỳ, mà bây giờ mình như thế gì? Tôi cũng không biết nữa. Mà nói trong chuyện này á, mà mình vào dây cô gái xấu xí á, là bị đánh đập ghê lắm luôn á. Trời ơi, hai cái đứa kia. Trời ơi, đứng đó một hồi nữa hả, ông bà chủ ở trong nhà đi ra hả, là ông muốn chết luôn á. Đi. Đúng rồi đó. Trời con, ơi. Đi con. Đừng ở đó nữa. Ủa mà này làm gì ông sợ hả ba? Chị ơi, hai đứa ông mày đứng đây, chị này đuổi đi mà nãy giờ không chịu đi á chị. Thôi đi con, nghe lời cô. Chứ đứng ở đây một hồi mà bà hộ bà ra đánh đó. Đúng rồi đó con, đi con. Ủa con chị có chuyện rồi. Trời ơi, cái thứ hôi hám dơ dáy ha. Mày lo mày dánh nước về rồi dọn chuồng heo cho tao. Trời ơi, cái thứ gì đâu mà nhìn kính vậy à. Tao nhìn mày tao còn muốn nói à, đừng hết người ta. Bởi chồng ai dám mướn mày hết trơn á. Có mình tao nhân từ tao mướn mày thôi. Mày đi mau, mày đi dánh nước về cho tao. Mau lên, hai đứa chạy vậy đi. Đúng giờ chạy vậy đi. Họ đánh chị hả? Họ là ai mà đánh chị vậy? Còn mắng chửi cả chị nữa chứ. Chị chỉ là phận tôi tớ trong nhà thôi. Mà không sao đâu, chị quen rồi. Họ chỉ bỏ tiền ra thuê mình thôi mà. Mình không thích làm chỗ này thì qua chỗ khác làm. Sao em ngây thơ quá vậy? Nhà này mà đuổi chị á, chắc không có nhà nào mà dám mướn chị nữa đâu. Em nhìn chị đi. Ý chị nói là chị... xấu xí quá mà. Xấu đến nỗi mà ma chê quỷ hờn luôn á. Thôi thì chị cố gắng ở lại đây, cố gắng làm việc để kiếm cơm qua ngày chứ sao giờ. Mà em đâu thấy chị xấu đâu. Đúng không vậy? Ờ, đúng rồi, bình thường mà. Chắc là tại vì hai đứa xấu giống chị nên thấy chị bình thường đó. Chị tên là Mận, còn hai em ở đâu? Sao chị thấy lạ quắc vậy? Không phải đâu chị, tụi em là Bảo. Dạ, đây là Bảo, còn em là Việt. Tụi em ở làng bên đó chị, tình cờ sang đây chơi thôi. Thôi tụi em tranh thủ về nhà đi, chứ không ba mẹ mong đó. Chị còn phải gánh khoảng chục đôi nước về tưới rau nữa mới được ăn cơm trưa. Vậy nha. Ông ơi, ông không biết nghe ông.
Ông đến đi ông, ông đến đi ông. Đi đâu? Đi nhà ông ở đâu sao ông ngồi đây vậy? Không có nhà. Vậy bà con họ hàng thân thích ở đâu? Không có bà con gì chứ, rồi bồ côi bà. Kiếm ra. Kiếm ra. Dạ dạ. Bên đây nè. Mỏi quá, mỏi dạ, chân, dạ, mỏi tay dạ, quá dạ. Trời, mà đã cầm bóp ra, bóp ở đây nè. Đây nè. Không bệnh hả? Con hỏi lao. Dạ. Cái bệnh này lây dữ lắm á. Dạ, không sợ lây à? Dạ, không. Ông à, ông có sao? Mà hồ con chết luôn rồi, nhẹ 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 thôi. Dạ. Ủa, mà ông Tám ở đây làm gì vậy? Ờ, theo như trong chuyện thì ông Tám làm bụt á. Vậy thằng chi ông Tám giấu tụi mình, không cho tụi mình làm bụt. Xấu ghê. Ừ, đúng rồi. Thôi, đi dậy với ông Tám đi. Mở tay. Ai vậy chị? À, chị không biết. À, hai đứa ngồi xuống đây. Ông cụ này tội nghiệp lắm. Không có nhà, không có cửa gì hết á. Chắc là ông đang đói bụng. Để chị đi kiếm gì cho ông ăn. Hai đứa ở canh ông cụ giùm chị nha. Dạ. Ông Tám. Chào hai con kỹ xấu xí. Ông Tám kỳ quá nha. Gì kỳ? Ông làm bụt mắm cho tụi con làm gì vậy? Ông phải làm con ông bụt để hai con làm ông bụt đâu có vui. Hai con làm con khỉ nó vui hơn. Ủa? Ông vô đây hồi nào vậy? Ông đi theo lưng tụi con chứ đâu. Nghe không? Theo lưng tụi con để coi cái chuyện gì phải không? Nghe không? Im. Cô gái tới rồi. Ông xỉu nè. Ông ơi. Ông xỉu ơi, chị ơi. Cầm giùm chị. Ông ông ơi, con xin lỗi, ông có sao? Ông ơi, bây giờ con không muốn cơm được em. Cảm ơn con nha. Nhưng mà con cho ông ăn cơm hết rồi. Rồi cơm nào mà con ăn? Ông đừng có lo cho con, chú con kiếm cái gì ăn sao cũng được. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, con nhỏ tốt bụng quá trời đó. Ông thấy sao rồi, đỡ nhiều không ông? Đỡ rồi, nãy đói. Dạ. Đói xỉu. Bây giờ uống nước vô. Nó đỡ rồi. Ông ơi, bây giờ ông có cái chỗ nào để về không? Để con đưa ông về. Về sao được, đi sao được, cảnh chân nó mỏi quá. Ngồi lên còn không được nữa. Dạ dạ, thôi được. Đỡ lên, cộng phải không? Dạ. Dạ, đỡ lên. Bỏng rồi không? Dạ được. Ông mình đi hướng nào không? Như là hướng nào cũng tới. Dạ. Thôi ông nói gì cho tôi, ông cảm ơn con nhiều. Thấy không? Con nhỏ này ha, coi cái mặt nó xấu xí gì mà cái lòng dạ nó tốt thiệt á chứ ha. Bây giờ ông dặn con nè, con có công việc gì đi làm không? Dạ. Dạ có, con đi gánh nước. Nhưng mà trước khi gánh nước ông dặn con nhỏ nữa. Con thấy cái đường thẳng đây không? Thấy không? Dạ thấy. Nó con đi thẳng vậy đó, nó tới cái bìa rừng đó chưa? Rồi con thấy một cái đám bông. Con mới hái được nhánh bông. Con lấy nhánh bông con hù hù. Vừa cái điều kỳ diệu nó xảy ra cho con. Con tốt bụng quá trời, Phật cái phù hộ con nghe con. Con cảm ơn ông, nhưng mà con không có cần điều kỳ diệu nữa hết á. Chỉ cần ông khỏe là con vui rồi. Thôi chị ơi, chị về trước đi. Để tụi em ở đây trông ông cho. Chị mà về trễ hả, ông bà chủ la chị chết. Thôi chị nhờ hai đứa nha. Dạ con chào ông, con đi. Nhớ nghe. Dạ. Nhớ vậy nghe, lấy cái bông hửi nghe chưa. Dạ. Con đi nhau. Đi hai đứa. Giờ làm sao không? Chị hai con chạy theo coi cổ làm sao. Có gì giúp đỡ cổ nha. Dạ. Đi đi. Lẹ lên.
xấu xí mà nó tốt bụng quá trời quá đất, tôi giúp nó cũng được thôi sao đâu. Vậy là sai chuyện rồi, sao chị nó không hỏi ba không? Rồi chết, nếu chị như vậy thì sẽ bị sai chuyện của Tích á. Ồ, thôi ông dùng quyền trợ giúp review lại đi. Sao chị còn xấu vậy? Là sao? À, ý em hỏi là bông có đầy không chị? Trời ơi, hai đứa này rảnh ghê. Chị lo gánh nước chạy về cho kịp nè, chứ có thời gian đâu mà coi hơi đẹp hay hơi xấu. Ủa, chị không nhớ là ông dặn hả? Chị nhớ nhưng mà chị bận lắm. Thôi chị đi nha. Ơ khoan, đợi em chút. Chị gửi đi chị. Hả? Chị gửi đi. Chị chỉ chiều hai đứa một lần nữa thôi nha. Dạ. Ủa Bảo, ông đẹp lên rồi đó. Ủa, bà ông đẹp không kìa. Hai đứa, sao hai đứa xinh quá vậy? Hả? Chị cũng vậy á. Thiệt hả? À, nhưng mà làm sao để chị nhìn thấy dung nhan của chị đây? Chị chạy ra bờ sông nha. Hả? Đợi một chút. Gì vậy? Em cũng biết nói sao nữa mà. Chị nhìn vào trong đó là chị sẽ thấy chị đẹp lên. Trời ơi, vậy là lời ông lão đó đúng rồi. Vậy là thần tiên giúp mình rồi. Ba dễ mình cũng đẹp luôn. Đẹp gì hả? Ủi, da mịn như thế là da mịn nhà mình rồi đó. Ủi, lột xác từ hồi nào mà đẹp dữ vậy trời. Chắc là thần tiên giáng thế quá phép cho nó đó. Thôi, không phải gì đâu. Tại vì á, do nó ăn ở hiền lành cho nên ơn trên á cho được sắc đẹp vậy nè. Ủi, đẹp không? Đẹp. Đẹp. Ờ, đẹp quá ha. Nghe giọng quen quen. Quen cái gì? Cái con này, mày cho vịt ăn chưa? Con kia, mày cho heo ăn chưa? Con này nè, mày cho chó ăn chưa? Đúng là nhiều chuyện nữa. Biến. Ủa, biến là gì bà? Biến. Mất hình nè. Lấy vô trong làm gì? Nè, cái con kia, đứng lại. Đủ có thứ khùng gì không à. Nào chưa, chưa thấy ai đẹp á. Mận mận mà đẹp cái gì? Mặt mày thì gốm cho quắc. Gì bu bu nói bậy bạ. Ông làm gì vậy? Giờ mận như vậy. Làm gì nuốt nước miếng vậy à? Miếng đầu nãy ăn cắp. Bà kêu con ở lại đây có chuyện gì chỉ dạy à? Nghe tao hỏi nè. Tao muốn biết á, thời gian trước tại sao mày ấy, mày sao giờ mày làm gì mày ấy vậy? Bây giờ tự nhiên sao mày ấy hả? Bà nói gì con không hiểu, ấy là gì bà? Trời ơi, bà nói cái gì làm sao nó hiểu được? Ông dịch lại đi. Ý của bà con á là nói mày xấu như con cú, tự nhiên bữa nay mày trở thành con phượng hoàng là sao? Ờ à, đúng rồi, cái ý tao hỏi y chang như ổng vậy đó. Ừ. Tại vì tao nghĩ ra. Con cũng không biết nữa, tự nhiên cái nó vậy. Tự nhiên nó vậy. Rồi tự nhiên nó vậy. Tự nhiên mày vậy rồi vậy. Vậy là sao? Bà nói cái gì mà vậy. Tự nhiên cái vậy. Chừng nào nó hiểu. Thôi nó thẳng lên rồi chạy cho nó nghe đi. Tại sao à, con được cái gì, con gặp cái gì mà tự nhiên con đang xấu như là quỷ vậy? Rồi tự nhiên mày đẹp như thằng Nga là sao? Đúng rồi đó. Heo. Tôi tính nói y chang nhau mà tại tự nhiên tôi tức giận tôi quên hết văn chương à. Trả lời. Dạ thì tự nhiên nó vậy.
Vô lý. Nghe tao hỏi nào, có phải mày ăn cắp cái lọ nước thần của tao mày tắm phải không? À, hay là mày ăn cắp tiền tao mày đi về mày đi sửa sắc đẹp? Trời ơi bà ơi, bà đừng có nghĩ như vậy, oan cho con lắm. Không phải như vậy bà, con nào đâu dám. Mày không dám phải không? À, bây giờ tao tóm tắt lại cho mày nghe, mày biết nè. Ha, tao hỏi mày, hồi sáng giờ mày đi đâu, mày gặp ai, mày làm những gì ha? Mà tại sao mày lại đẹp như vậy? À, sáng giờ con gặp hai đứa bé, xong rồi con đi ra bờ sông con gánh nước thì con gặp một ông lão. Cái ổng nói con là đi ra chỗ kia thấy một đám bông thì bức ngửi, xong rồi có con được như vậy. Trời, đơn giản vậy hả? Dạ. Vô lý quá, tao không có tin. Mày có làm cái gì, mày có cho tiền ông già hay mày làm cái gì nè? Rồi ông mới tiết lộ bí mật cho mày biết là mày có một cái sắc đẹp như vậy. Khi không tự nhiên gặp ông già ngửi qua, đơn giản quá. Tao không tin. Mà nó đẹp thiệt mà. Con trả lời. À, con nhớ rồi. Thì con gặp ông già, ông ngồi ngay chỗ gốc cây á. Cái ông già nói là bị kiến cắn, nói con bắt kiến cho, xong ông ngứa, nói con gãi thì con gãi. Gãi. Rồi cái gì nữa? Xong rồi ông nói ông nhức chân, người nhức tay vậy, xong rồi con đấm bóp. Bóp. Cái gì nữa? Dạ cái xong cái ông bị ho. Ông ho vô mặt con luôn. Con né không? Dạ không, mà ông hỏi là ông bị ho lao á, con không sợ hả? Con nói con không sợ. Ho. Rồi cái gì nữa? Dạ cuối cùng là con đưa ông lão về, nhưng mà vì ông bị nhức chân nên con nói con cõng ông. Rồi con có cõng về không? Dạ không. Cõng? Dạ nhưng mà cuối cùng ông không có cần con cõng. Xong rồi ông mới chỉ cho con, ông nói là con là một cô gái hiền lành tốt bụng. Ông nói là ông chỉ cho con đi tiếp ở cái đằng xa kia có một cái bụi hoa, xong rồi tới đó ngắt hoa ngửi, xong rồi cái con được vậy. Ngửi hoa. Ông già ơi, có đây không ông già? Trời ơi, ông già, trời ơi kiếm hoài mà có đây không? Ông già, bà làm gì vậy? Tôi tìm bông hoa. Bông hoa ở đâu? Mà đâu qua mà nữa, mà dỡ mấy cái này lên mà kiếm dế chứ hả? Nó nói rõ ràng cái chỗ cái khu này mà sao tôi tìm nãy giờ không thấy, toàn là thấy toàn là cây ba cái dù gì đâu không mà không thấy hoa đâu hết trơn à. La như tôi nè mà còn chưa thấy ổng nữa. Ở đó mà kiếm như bà. Ông la ông tìm ai? Kiếm ông già cho kiếm ai? Trời ơi phiền quá, nó đã đến bông hoa chỗ này là nó có. Tìm ông già chi? Trời bà mệt quá. Rồi. Con Mận nó nói là tôi với bà phải tiền bấm ông già thì ông già mới chỉ cái bông hoa đó. Chỗ đâu bông hoa đâu có dưới bụi dưới cái gốc cây trong mấy cái cùng gạch này. Vì tìm ông già giờ ông đi đâu không biết mà tìm. Bây giờ gì đi? Tôi gốc, bạn gốc. Kêu chừng nào mà ông già ông hiện ra thì thôi. Nhưng mà ông kêu nhẹ nhẹ nha, tôi không giờ ông già giật mình đó. Biết rồi. Ừ. Kêu đi. Ông già ơi. Biến ra đi ông già ơi. Ông già ơi. Ông già. Trời ơi, nhìn cái điệu bộ tôi thấy ghét dễ sợ chưa? Tôi già cả cách mấy thì tôi cũng nằm quạt quẹo gì cũng nằm một đống đó nhìn thấy chứ. Làm cái gì mà cái kiếm từ dạch từng cái cục gạch cục cỏ để kiếm tôi giống. Làm như tôi còn chồng con dế vậy hả? Mà ông, họ là người xấu hả ông? Xấu ồn hả? Nhưng mà họ chỉ muốn đẹp lên thôi mà ông. Thì thử. Hai ông bà đã đánh chị Mẫn gần chết, vậy mà còn binh được sao gì? Thử lần nữa coi. Vậy để hai tụi con thử nghe ông. Ừ. Ông ơi, nãy giờ gọi ông mời cỡ luôn mà Thôi trời mà không thấy ông đâu con. Tôi muốn tét cũng hỏng luôn. Thôi mình đi chỗ khu vực khác mình gọi đi ông. Ở đây không có ổng rồi đó. Giờ tôi bà đi chỗ khác đi. Trời ơi kiếm này mệt quá. Trời ơi mệt quá à. Trời ơi sao mà muốn trẻ đẹp là khó khăn quá à. Ông già ơi. Ông già. Ông già ơi. Trời ơi kiếm hoài cũng chết. Ông già chứ có thể nào hiện được ông già. Ông già. Trời ơi. Nghe sơn thật là mẹ đã tìm tụi con khắp nơi. Con ơi tại sao con phải ra thân trời như thế này? Trời ơi bà khùng quá à. Gì vậy? Trời ơi mình lo mình tìm ông già cái hỏi hỏi hay cái này chi. Mình nó gì mà có vụ nghi sơn tấn là ở trong này nữa. Tôi lộn thẩm cầm cút qua. Ông nghe ta nói sao? Đi ra đường thì hỏi hỏi con nít chứ. Thấy không? Mình muốn cái gì mình hỏi tụi nó trước. Chứ con ơi.
tụi con tội nghiệp quá à. Đi đâu mà tụi con phải thất ca thất thiểu ngoài đường vậy? Nè, cô hỏi cái này nè, nếu mà tụi con trả lời được á, cô cho bánh tụi con ăn nha. Tụi con thấy ông già ở đâu không? Cái ông già mà lùng, cô đeo cái nhánh chai lên nè. Ừ. Con ơi, nói đi cô cho bánh con ăn. Thấy đâu không con? Thôi mày quá. Quay. Ôi thơm mà nó vuốt ngọt rồi như vậy làm sao mà nó trả lời được. Cô tôi nè, hỏi cần bánh kẹo ra đó. Đứng dậy mày. Đứng dậy. Cô ngọt nghĩa là con chưa chỉ còn muốn chi là ông nạt nữa. Hai đứa bay thấy ông già đâu không? Thấy ở đâu không? Ê trời ơi, trời đất ơi, ngồi lù mà nãy giờ không chỉ đủ cái thứ đôi xong lạc trời gì đâu à. Xích, không có cần. Ông già ơi, hơi ông già. Ông già ở đâu để con đi tìm ông già ở đâu để... Hả? Mà không hát. Vui quá à. Ông già ơi, ông có khỏe không? Ê, hồi nãy con Mận nó dặn bước một là cái gì tôi quên rồi. Hình như con Mận nó đã tập một là gãi màn một cảnh một gãi bắt đâu. Đâu ông ơi, ông có ngứa không? Ông ngứa đâu để tôi con gãi cho ông nha. Gãi chưa? Ngứa toàn bộ. Gãi luôn. Tưng 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 vậy là bước hai màn hai cảnh hai bóp. Ông ơi, ông nhức mỏi đâu ra con bóp cho ông. Nhức mỏi đâu già rồi nhức toàn bộ. Tôi bóp trên, ông bóp dưới. Rồi mừng thôi ba. Tân nhưng mà ho mà đừng có khi dễ ông nghe. Khi dễ ông là ông không có cho chỉ được. Đúng rồi, con Bận có dặn là khi mà ông ho đó mình phải để cái mặt vậy nè, để cho ông ho vô mặt mình. Chứ mình né gì là ông ghét, ông không có chỉ. Bởi vậy nãy giờ tôi không nghe ông ho sao giờ? Ông ho thì làm cho ông ho. Mà bây giờ là cái vấn đề mà ai đưa cái mặt này nè, hứng cái mặt để cho ông ho vô mặt thì tôi hy sinh á, bà cho mà hứng đi. Cái gì? Ồ, cái mặt tôi đẹp vậy mà tự nhiên ông ho vô rồi tôi không chịu đâu. Không chịu mà bây giờ muốn đẹp không? Muốn. Bà muốn trẻ không? Muốn. Thì đưa cái mặt cho người ta ho đi. Nhưng mà sao đây ông ho sao giờ? Thì tôi có cách làm cho ông ho. Vậy hả? Ừ. Chịu hy sinh đi. Chịu hy sinh đi. Nghe dụ ông nha. Dụ ông nói ngọt ngọt đi, tôi làm cho ông ho ha. Cái mặt tôi gì? Bước thứ ba đi. Màn ba cảnh ba. Bắt đầu. Ông ơi, ông cứ ho nhẹ nhẹ giùm con gái nha. Ông làm ơn thương qua tiếp Ngọc nha. Ông mà ho nhiều một cái vô mặt con nó lủng mặt con hết đó. Con chuẩn bị đi ông ho nè. Ông có ho đi ông. Gì vậy? Về chuyến này chứ tôi phải rửa mặn gần 10 ngày nữa mới sạch nữa. Khó đi, bà muốn đẹp không? Ừ. Muốn trẻ không? Ừ. Con chụp đây. Ê, ông ơi. Gì? Con Mận tôi dặn cái cảnh 4 là cái gì? Như bước 4 như con Mận nó nói là như là cổng. Cổng? Cổng bây giờ ai cổng đây? Bà cổng. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi về sao tôi cổng ông nổi? Thôi, ông đàn ông cổng đi. Chứ tôi... ta nhìn vô còn gì nữa là trung trinh tiết liệt. Đồ tôi ghê luôn. Rồi nói chơi thôi, nãy bà chịu ho là phải không? Ừ. Tới tôi cổng. Cổng ha. Rồi màn bốn cảnh bốn bắt đầu. Cổng. Ông ghê quá. Ông muốn không? Muốn đẹp không? Muốn trẻ không? Hả? Thôi. Muốn trẻ không? Muốn đẹp không? Muốn. Muốn thì cổng. Còn đắn đo cái gì nữa? Ông ơi, cổng về nhà nha. Vậy đáng lên đây. Rồi, cổng về nhà nghe. Rồi, xong rồi. Nè, sao kỳ vậy? Không cổng về nhà mà tự nhiên thả tại chỗ vậy? Cổng gì con, như cổng về nhà đâu, có cổng thôi. Miễn sao là mình làm đúng bốn điều được rồi. Đúng rồi, cho nó đủ thủ tục phải không? Ừ.
Ủa vậy? À, đứng dậy đi ông. Ông chỉ chỗ cho tôi đi, cho biết cái chỗ nào bông hoa đi. Tôi làm xong bốn điều đó rồi đó. Đi hai đứa con bông hoa không? Ôi trời ơi, cái này nè. Dạ. Ôi trời ơi, đây nè. Gì nữa? Ôi đây nè. Ở sông mà. Dạ, 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 cả lẫn lộn á. Nè, chỉ cho đàng hoàng chứ ở đâu? Đây nè, đi tới đây sẽ thấy những cái điều... Ủa, mất tiêu à? Trời ơi, lúc mà hồi xảy ra mà chúng mày chịu lầm bạc. Nó kìa. Tôi hả chết. Hoàng, tôi là chồng, tôi được quyền thử trước. Cái gì vậy? Chứ sao? Gì ông cũng ăn hiếp tôi trơn vậy? Nhưng mà tôi nói trước cho biết nha, sau khi tôi hử cái bông này mà tôi trẻ lại đó. Dạ. Tôi cưới thêm 7 con vợ nữa nha. Đừng có hồng, bộ ông trẻ tôi không trẻ hả? Trời đất ơi, ha, ông ăn trả được thì bà ăn em thôi. Bác, tôi đã nói rồi, tôi là chồng, tôi hử trước. Thôi, giờ không nói gì đâu, xin xăm đi. À, xin xăm. Bà muốn cho công bằng xin xăm phải không? Ừ. Ai hử trước cũng được phải không? Ừ. Thắng là được hử phải không? Ừ. 1, 2, 3 Đó. Sao bà chết chắc rồi. Thế tôi đi, 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 đi. Trời ơi, tôi nhìn cái bông rồi tôi biết là phong thần tiên rồi. Thần tiên thì hử trước đi. Từ từ, nó cũng mới trẻ thôi, nhưng mà mình ngắm nó một chút. Không lẽ tôi ăn luôn cái gì đây, đây mau lên đi, trời ơi, tôi đang mà háo hức đi nè. Từ từ. Hử chút gì tôi hử sao? Trời ơi, này hử vô cái nha, mà hử chừng hết nguyên cái bông này tôi muốn ăn luôn á, ăn xong nó còn trẻ hơn nữa. Thử đi, mau lên đi. Này, từ từ. Sao ra cái mùi nó sao, cái mùi nó sao? Thơm không? Thú quắc à? Chắc trời ơi, mấy cái loài hoa kỳ diệu nó vậy đó. Thường thường nó có thuốc là như vậy à. Giờ chơi thúi luôn đưa tôi hủy. Nói chơi cho bà vui thôi, thử lòng bà. Trời ơi, thúi tôi cũng hủy nữa. Mau lên đi. Trời ơi, tôi thấy cái bông hoa rồi tôi thương quá rồi. Hủy bông hoa thần kỳ. Hãy cho ta trở về tuổi trẻ. Hãy cho ta trở thành một người đàn ông đẹp trai nhất vùng này. Trời ơi, khi mà tôi trẻ rồi. Sao? Cưới mấy nhỏ sớm luôn. Con Ngân Quỳnh đẹp lắm. Mới 17 tuổi dễ thương lắm. Ngân Quỳnh nè, thanh thần cưới làm vợ bé. Chớn quá, hử lẹ nó đi. Từ từ chứ, hưởng thụ của từ từ chứ, làm gì gấp vậy. Bắt đầu rồi nè. Sao, thấy lạ không? Sao rồi, thấy trong người nó có cái gì lạ không? Trời ơi, bà, sao mình thấy tôi làm như lửa đốt rồi là kiến cắn rần rần trong cái mặt luôn. Trời ơi, cái mặt luôn tự nhiên sao bây giờ nó giống như là bị dao cắt. Trời ơi, ủa sao giờ nó bình thường lại mà nó con người tôi nó khỏe khoắn quá vậy. Trời ơi, con người tôi không còn biết phải còn là tôi như ngày xưa. Sao bây giờ tôi cảm thấy như tôi là một người trai trẻ 19 tuổi. Chị lại hiểu nghiệm rồi đó. Hiểu nghiệm rồi. Tôi dở mặt ra bà sẽ thấy bà hết hơn. Hiểu nghiệm, dở mặt ra coi. Bà chuẩn bị đi. Quốc hòa. Đẹp không? Y như cũ. À. Tôi thấy nó không có gì tiến triển hết trơn á. Ủa sao nó còn mấy cái nếp nhăn y nguyên vậy? Còn y nguyên. Ủa không lẽ lộn bông? Chắc có lẽ là trời ban cho tôi chứ không trời ban sắc đẹp cho ông. Mà Không, tôi nghĩ vậy là không trẻ là chắc lộn bông nữa. Màu đỏ, hồi nãy tôi nghe ông nói hình như màu đỏ cái gì đó. Phải màu đỏ không? Màu đỏ, bây giờ tới tôi nè. Ôi trời, tôi miếng à. Bông hoa đỏ thắm xinh đẹp. Hãy đưa tôi trở về thời thiếu nữ ngày xưa. Nhớ nha, lúc đó tôi mà trẻ rồi nha. Đừng đi kế bên tôi nha. Đi kế là tưởng ông là ba tôi đó. Chưa tôi nụ à. Chưa nụ chi? Ôi, bông hoa, hãy đưa tôi trở về thuở nhỏ nha, 16 nha, đừng trở lại 14 lố, tôi chờ đợi lâu lắm á. Trời ơi, mới một hơi thở đầu thôi mà tôi nghe trong người tôi nó loang tỏa, hình như là tôi hồi xuân trở lại vậy đó ông.
Ôi. Đúng là cái bóng rồi. Mới cái thứ hai thôi ông. Mà máu nó chạy rần rần từ ở dưới chân lên trên đầu. Trời ơi, đúng rồi. Tôi cảm thấy như là da tôi nó căng ra. Ông ơi, gì vậy? Cứu tôi với. Tự nhiên sao thịt da của tôi nó căng ra, làm như nó muốn nước ra vậy. Trời ơi ông ơi, gì vậy? Hình như thịt da tôi nó căng ra rồi. Tôi đã trẻ lại rồi. Trời ơi, hay quá. Cứu tôi với. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Chú lão ba. Lão bá ơi, chào lão bá. Lão bá ơi, lão bá biết nhà con không? Nhà con ở tận xóm trên. Con tên là A Muội nè. Lão bá chỉ đường cho con đi. Nhìn lão bá quen quá. Có phải lão bá là ba của con không? Trời ơi, con là Tiểu Muội nè. Người ta gọi con là A Muội đó. Vậy hả? Dạ. Con A Muội hả? Dạ, lão bá ơi. Bớt khùng, bớt khùng A Muội. Đi không, con đâu có khùng đâu. Con trẻ trung xinh đẹp mà không gì. Lão bá chỉ con gì? Sống trên nhà con trên á. Con là con của lão bá hộ. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà là cái giọng bà này ở chút xíu à. Mà cái mặt bà nhìn nó muốn đi điếu luôn à. Điếu gì? Nó vẫn già ngắt à. Cô thay mới đổi cái nào đâu. Y như cũ à. Phải không? Ờ. Sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi nghe ông nói là cái bông đỏ mà sao giờ kỳ vậy? Sao ông lấy ông nói xạo đó. Ơi, mà tôi nhớ rồi. Không phải. Chứ lại gì? Không phải bông đỏ với bông vàng. Ông nói với mình là cái bông tím mà chùm chùm đó mới đúng bông chùm, đó. Chùm. Đi tìm coi có chung quanh đó. À, bà tốt quá, để tôi hủy trước nha. Thôi, đưa tôi hủy trước. Trời ơi, tôi nói với bà là tôi là chồng, tôi hủy trước đi, rồi tôi cũng chuyển nhượng cho bà hủy vậy. Hủy, ông hủy cái bông rồi còn lại mấy cái lúc tôi hủy cái gì? Có gì đâu, thì tôi 19 tuổi rồi, bà 37. Không được. Tôi với ông á, thôi chia ra, đứa con cái hủy. Không, bây giờ vợ chồng mà. Mình đi tranh giành chỉ cái bông này. Vợ chồng mình cùng trẻ với nhau, vợ chồng mình cùng hạnh phúc với nhau. Mình mất mớ gì, phải làm gì làm chi. Mình hít một lượt. Gì hả? Rồi mình trẻ một lượt. Điểm 1, 2, 3 hít nha. Ừ. 1, 2, 3. Dạ nhân cướp mỹ nhân bơ người ta cứu tôi với. Dạ nhân. Bà khùng ha. Tôi là chồng bà chứ dạ nhân đâu. À trời ơi, đâu phải vợ tôi đâu. Cái con khỉ này ai bỏ ra đây vậy? Trời ơi. Thì ra là ông hả? À tôi là bà. Trời ơi. Trời ơi. Đi là sao đây? Ngứa quá. Tự nhiên cho tôi ông mọc lông như đè rồi. Tại ông á. Tại bà đó. Ông ham đẹp chứ nghe lời người ta gạt mình. Hít cho dữ, hít cho nhiều vô. Bây giờ lông nó mọc ra thành kỷ là. Tại bà tham chi? À. Ừ. Ừ. Cuối cùng mới thành khỉ rồi. Ai bảo ở ác quá anh chị. Giờ quả báo thành khỉ đó. Thôi ông cháu mình làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ về thôi. Về thôi. Điều. Ông thường khỉ làm cái bàn xuống quá. Cho mình đi. Ông Tám ơi. Ông Tám. Có nhà ông Tám. Ê. Ông nhìn cái gì xuống đất vậy ông? Thì nhìn lên trời không được thì nhìn xuống đất. Ngột con muốn xuống địa ngục lắm hả? Hả? À, con không chịu đâu. Ai mà giờ này đánh trống kêu quen? Hay là lũ súc vật này chứ? Ê! Trời đất ơi! Dám kêu tôi bằng súc vật hả? Nói chung cái gì vật cũng được. Ông Tám hả? Hả chú Bi? Mình đang trong lớp thú mà. Ông Tám phải nhớ là mình lên đây vì mục đích gì nha. Ha 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 ha. Thằng nhóc này công nhận mày cũng anh hùng lắm. Một mình mày có một chút xíu mà ngồi đây còn đồng bọn của nhà mình đi đâu. Nói cho tao nghe đi nha. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nó không trả lời mà nó gõ trống. Lại nó bị cấm.
muôn sâu gọc vàng. Thôi, có chuyện gì từ từ nói, có gì đâu dữ vậy. Gọc vàng anh minh. Gọc. Ủa? Rồi, tự nhiên là tụi nó biến mất hết rồi.